các thầy thuốc của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống bệnh nhân 29 tuổi bị sốt xuất huyết nặng, viêm cơ tim, có biến chứng ngưng tim, choáng tim nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO, tức là oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể. Trước đó, bệnh nhân bị sốt liên tục và đột ngột tụt huyết áp, ngừng tim, được các bác sĩ tuyến địa phương tích cực cấp cứu. Sau đó nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu với tình trạng sốt cao, mạch quay nhanh nhẹ, tim loạn nhịp, huyết áp khó đo. Sau hơn một tuần nỗ lực điều trị, bệnh nhân cải thiện tốt, tình trạng tim mạch ổn định, được rút máy tạo nhịp tim tạm thời. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Thiện Phước, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các biến chứng tim trong bệnh sốt xuất huyết DENS trước đây được cho là rất hiếm, nhưng ngày càng xuất hiện trên lâm sàng nhiều hơn. Viêm cơ tim là biến chứng tim mạch thường gặp trong bệnh sốt xuất huyết DENS, bao gồm tràn dịch màng ngoài tim, viêm cơ tim, block nhĩ thất, ngoại tâm thu và rung nhĩ, phải dùng kỹ thuật ECMO để can thiệp. Đến nay, đã có 20 trường hợp được cứu sống nhờ kỹ thuật ECMO tại bệnh viện.